và xin chào tất cả các bạn trong quản đến với channel của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng với Stick Legacy. Thì trước khi đùa video này chúng ta last ký nha. Rồi thì hôm nay mình xem Stick Legacy, hôm nay chúng ta sẽ làm về con kêu hết đi. Hôm nay chúng ta sẽ làm về con Ruby Stone con ơi, đấy, rất là chất luôn. Ê, con Ruby Stone nếu bạn nào mua thêm con nữa cho tròn. Đấy, Ruby Stone. Chất liền anh ơi. Chất liền. Ui giời ơi. Đù. Ruby Stone. Wow. Quá là chất luôn anh em ơi. Chơi chơi đây. À, cho solo thử với đội quân kiếm sĩ nào. Một đoạn này con ơi chứ còn cho nhiều quá hẻo ấy anh em ơi. Con này nó không quá mạnh đâu, nó không có bá nhưng mà con boss các thứ được anh em ơi. Xem nào. Ui giời ơi, từ từ anh em ơi, mình ho cái. Rồi. Này anh em ơi. Solo kill. Đòi solo kill cú đạp sấm sét. Nhân. Ôi nó không mạnh như mình nghĩ con ơi. À, con này chỉ có đánh đứt lẻ được con ơi. Con mắt tổng là hẻo ngay anh em ơi. Không được. Con này đánh ấy không được con ơi. Con đấy chỉ có cam mắt tổng thôi. À, con mắt tổng mới mạnh nhưng mà chứ còn không đánh riêng lẻ hẻo ngay. Đánh riêng lẻ hẻo ngay nhưng mà gọi quân là đâm giúp đây nhưng mà. Đấy gọi quân tiếp viện này. Ôi trời ơi, đánh lẻ hẻo ngay nhưng mà. Không được, con này chỉ có bác đi solo rồi. Solo anh em ơi. Sẽ sử dụng điểm mạnh của nó. Hôm nay nó sẽ có giải Champion Slick giữa Ruby Stone vs một con cầm kiếm, một con cầm cung, một con cầm giáo. Ok chưa? À, một con khổng lồ nhưng mà riêng con phù thủy bạn này thì quá là bút bẩn thế thôi con ơi. Riêng con phù thủy lần này hẳn nó hẳn là trời khổng lồ con ơi, rất là bá, rất là bút bẩn thế thôi nhưng mà nó mạnh quá, tìm cho anh em xem sao. Nên liệu dạng được không nhỉ? Ai quên xét một bé. Bé này rất là dạng. Bé thứ hai đúng rồi. Bé thứ hai đập xịt hay sao? À đâu. Bé này rất trâu và ăn hát đập hẹo. Rồi được rồi. Để xem này, bé khổng lồ này có trâu bằng bé giáo là bé giáo đỡ phát nhá. Hai đập hẹo này. À bé khổng lồ. Này bé khổng lồ. Solo kill. Má. Không động được cọng lưng nách của bé khổng lồ đi các ơi. Ô sao làm gì đấy? Không động được cọng lưng nách của bé khổng lồ luôn. Bé khổng lồ rất là mạnh. Bé khổng lồ chơi người chơi hết tung vào đây đấy. Người chơi hết tung. Buồn cười thế chứ. Mà vậy thì phần thắng thực sự thuộc về bé khổng lồ. Thế mình sẽ điều khiển đập cho phát. Bé khổng lồ rất trâu, ăn hai đập hẹo các bạn ơi. Nói chung là nếu như mà solo thì không ăn được một con khổng lồ bạn ơi. Tại sao? Tại vì nó bị sao anh em ơi. Mình không biết con này bị sao nữa. Chả hiểu nữa. Nó quái nó biết đẩy lùi dễ thế. Nói chung là cũng được, không nên nói anh em ơi. Đây sẽ gọi con quái vật ra để cho anh em xem nhá. Không thể nào bán lại được con phù thủy luôn. Không có dám lại được một con phù thủy anh em ơi. Một con khổng lồ nó không ăn được rồi. Giờ con phù thủy trời đã hát ra 4 con thì không có cửa. No problem con ơi. Đấy không có cửa luôn. Ok chưa? Ây da. Cứ phải gọi là không có cửa, không tiếp cận được luôn mà đánh đi. Không tiếp cận được mà đánh luôn. Em nói cái gì chưa? Mà này chơi bời gì chứ đúng không? Cái này chơi bời gì? Ok chưa? Chờ một phát là ra boss luôn con ơi. Cái boss này lại không có chờ với con khác, nó chờ một phát ra boss luôn anh em ơi. Nói chung là con này cũng bị đường, không đến mức quá mạnh con ơi. Đấy lúc trời quái vật thật sự rồi con ơi. Mặc dù không thể cho solo với Kim John nữa nhưng không sao. Ở đây chúng ta có hai đấu thủ, đó chính là Ruby Stone thì đối đầu với cả boss. Để xem được hai người thắng đây anh em ơi. Ruby Stone vs boss. Ok chưa. Để xem nào. Nhân. Solo kill. Lên con bắt tổng con đi em ơi. Ai là người thắng đây? Bot lá hay là Ruby Stone? Đấy, về cái ngắn này thì mình sẽ cược vào bot lá bởi vì mình thấy con Ruby Stone này hơi tổ đấy. Đẹp thì rất là đẹp. Chấm cho 10 điểm ngoại hình nhưng mà 5 điểm kỹ năng. Đấy. À, khoảng 7 điểm sức mạnh nhưng mà 5 điểm kỹ năng. Ôi ôi. Và 3 điểm máu nhưng mà ui ôi nó đập. Mặt nó bắn đúng mạnh, nó đập bắn phát béo luôn một con này nhưng mà ui ôi. Gọi đáp cho anh em là đập luôn anh em ơi. Ok nhá. Lần này mình sẽ gọi hẳn là 50 con được một đời. Ok. Gọi 50 con ra đập luôn này con ơi. Một mình liệu một mình boss có thể cân hết được 50 con boss không anh em ơi. 50 con không phải một số ít đâu. 50 con, tròn 50 con con ơi, quá ghê gớm. Nhận thùng nhìn ném quay con đi, mai anh như chết nắng trong mưa. Dù là mê ném ra quá, nhưng đây anh vẫn còn chờ. Ok con ơi, chờ nào. Tèo, đấy. Đông thực sự đấy anh em ơi.
xem nào, teo, solo kill này anh em ơi, solo kill nào, giờ đập đi, được rồi anh em ơi, nào, đập nhau đi, mai mình đập trận nữa nhở, lấy mai lên về, hiểu rồi, này, mới này thôi nó đập hiệu khoảng mấy con này, hiệu khoảng 9 con này con ơi, mỗi lần nó đập một phát là hiệu khoảng mấy con, ua, như vậy là nó chỉ hạng được khoảng 10 con thôi. Tới con hai con, tới con ngăn con, cũng chỉ hạt được 10 con này con ơi, tới cái gì, ui giải ơi. Just and no. Shut down. Nói chung là con Ruby Stone này cũng chỉ ngang với con bình thường như là con Giang Stone của chúng ta thôi đấy. Bởi vì cái thời này nhá, ở cái thời chúng ta thì con Ruby Stone nó chắc là đập phát hiệu hết ngay. Nhưng mà ở thời này thì không có cửa anh em ơi. Ôi trời ơi, được rồi, con ơi, nào, tiếp nào. Nâng cấp cho con giáo đi. Skin này nhìn xấu quá. Sẽ lấy skin này, thôi lấy skin này cho đẹp anh em ơi. Được rồi anh em ơi. Nào, 50 lán đứt ngay. Như vậy là 10 là giới hạn con ơi, ok. Chúng ta cùng thử lại nào. Lần này chúng ta sẽ có bỏ ra khoảng 3 map này đi. Này trông sáng hơn con ơi. Map này thì còn thấy rõ được kích thước con này đấy. Đẹp phết đấy chứ đùa. Nào, lần này chúng ta sẽ có giải Chamberlain con ơi, ok, Chamberlain. Để xem liệu giải Chamberlain xem gì đây. Để trên một slip này chúng ta sẽ có gồm là các đấu thủ, nhưng mà sẽ là 1v10 cũng này. Đấy, chúng ta sẽ có 1v10. Nào, như vậy là đấu thủ đầu tiên. Đấy, sẽ là con này. Vì đấu thủ này hơi bé. Đấy, hơi bé về kích thước nên là chúng ta sẽ gọi các đấu thủ khác ra giúp em cái này. Hai đấu thủ ấy, SOS. Đấy, gọi tất cả các đấu thủ nhỏ ra solo kill luôn anh em ơi. Để xem liệu có thể ăn được 10 con này không anh em ơi. Rất là căng thẳng luôn anh em ơi. Nào mấy con giáo này ăn khoảng 2 tập là hẻo con ơi. Khá là trâu đấy. Không nhờ được con ơi. Nhưng sao còn phù thủy gánh còng cả lưng con ơi. Phù thủy gánh team này còng cả lưng nhé các bạn nhá. Phù thủy gánh team này còng cả lưng luôn. Ok chưa. Teo. Được rồi con ơi, con ơi, úi giời. Đấy không chưa, khoảng 10 con là không bao giờ bị đẩy lùi đúng con ơi, ok. Khoảng 10 con là không bao giờ bị đẩy lùi. Úi giời, easy. Ok con ơi, easy quá. Nói chung là hơi non, không có cửa con ơi. Ok, nói chung là hơi non quá, không có cửa. Không thể nào ăn được 10 con này được con ơi, 10 con này rất là bá. Để sẽ gọi 10 đấu sĩ đi ra và sẽ chỉ solo với cả một con quái vật là boss vậy. Con này rất là mạnh con ơi, ba đập là một con, 10 quá chắc 30 đập, nhưng mà đi chung với nhau thì không chắc. Rất là kinh con ơi. Ok chưa. Được rồi anh em ơi. Được rồi. Cân hai. Được rồi anh em ơi. Xem nào. Quân ơi, nhận solo kill. Đeo. Em chưa, không thành vấn đề luôn mà, đúng bá luôn. Đập mấy phát. Một hai phát thôi, 10 con bốc hơi hết anh em hiểu không? 10 con bốc hơi hết luôn. Nói chẳng là không có cửa. Tuổi con ngăn con càng đẹp. 10 con không cửa. Nhưng mà với 11 con thì sao? Đấy các bạn nhớ không? Nó chỉ hạn được 10 con thôi. Đấy liệu giới hạn là 11 con à? Chả lẽ giới hạn lại là 11 con. Rất là xú con ơi, để xem nào. Giới hạn có thể là 11 con, rất là xú. Among Us. Được rồi. Solo kill. Đây, giới hạn có phải là 11 con không? 10 con là ăn được rồi, nhưng mà đấy nhá, quản để đi 50 đúng không? 50 là nó chỉ hạ được khoảng bao nhiêu con đấy, không quan tâm anh em ơi.
nhưng mà chưa gì nó hạ mất được. Ui chưa hạ mất hai con rồi. Ôi giời ơi, 50 là do nó đông bạn ơi, 50 là do nó đông nên đập nó hạ nó nhanh thôi, chứ còn chưa đồng được vào cộng lúc nãy con này đâm hẻo hết cả team này. Nhưng mà ui ơi, giới hạn không phải là 11 con mà giới hạn hạ 50 con. Trong đấu với 50 con thì hạ được 11 con đấy bạn ơi. Ok, tưởng cái gì nhưng mà ui dài ơi, hết cứu rồi, hết cứu rồi anh em ơi. Nhưng mà thôi chắc đi mình đi các bạn nha, like ký nha. Rồi, tạm biệt tất cả các bạn, bye bye.